bài toán hóc búa của Fed và các ngân hàng trung ương khác. Bao giờ nên hạ lãi suất? Với các ngân hàng trung ương, việc quyết định bắt đầu tăng dần lãi suất rất khó, nhưng việc biết khi nào ngừng tay thậm chí còn khó hơn. Sau khi đua nhau tăng lãi suất với tốc độ nhanh nhất trong nhiều thập kỷ, các ngân hàng trung ương trên thế giới đang căng thẳng chờ đợi hiệu quả của các biện pháp này. Tuy nhiên, theo nhiều nhà kinh tế học, hiệu quả của việc tăng lãi suất có độ trễ lớn và có thể thay đổi. Do đó, các ngân hàng trung ương có thể sẽ không biết rằng họ đã thắt chặt chính sách quá mạnh tay hoặc thắt chặt chưa đủ độ. Mất 2 đến 4 năm để tác động tới lạm phát. Trên thực tế, việc điều chỉnh lãi suất có tác động tới lạm phát qua nhiều bước. Lãi suất cho vay ngắn hạn do các ngân hàng trung ương kiểm soát sẽ đẩy các chi phí đi vay khác trong nền kinh tế, bao gồm cả lãi suất tiền gửi và lãi suất cho vay với hộ gia đình và doanh nghiệp với một độ trễ nhất định. Nguyên nhân là các hợp đồng cho vay cần thời gian để thay đổi. Chi phí đi vay tăng lên và giá tài sản giảm đi, cản trở các hộ gia đình và doanh nghiệp vay tiền và đầu tư. Điều này làm giảm doanh số và khả năng tăng giá của các doanh nghiệp, cũng như khả năng được tăng lương của người lao động. Tuy nhiên, cũng cần phải có thời gian để hủy các dự án và cắt giảm nhân sự. Một số người tiêu dùng sẽ tiếp tục việc mua hàng đã lên kế hoạch từ lâu, chẳng hạn như mua ô tô mới hoặc sửa nhà bếp. Còn các doanh nghiệp có thể chưa cắt giảm nhân sự cho đến khi họ cảm thấy chắc chắn rằng triển vọng kinh doanh đã thay đổi. Đầu tháng này, Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF nhận định sự điều chỉnh lãi suất của ngân hàng sẽ gây ra tác động lớn tới tăng trưởng trong vòng khoảng 1 năm và tới lạm phát trong vòng 3 đến 4 năm. Khi cựu Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed Paul Volcker nhậm chức vào mùa hè năm 1979 và nhanh chóng thúc đẩy tăng lãi suất lên khoảng 20%, việc này đã gần như ngay lập tức gây ra một cuộc suy thoái kinh tế. Tuy nhiên, khoảng 3 năm sau, lạm phát mới giảm xuống mức có thể kiểm soát được. IMF viết trong một báo cáo triển vọng kinh tế thế giới công bố mới đây. Một đánh giá vào năm 2013 của Thomas Havanet và Mares Rosna thuộc Ngân hàng Trung ương Séc CCB kết luận rằng tại các nền kinh tế phát triển, cần tới 2 đến 4 năm để việc tăng lãi suất đạt tác động tối đa lên lạm phát. Còn theo một nghiên cứu vào năm 2016 của James Clon, người khi đó làm việc tại Ngân hàng Trung ương Anh BOE và Patrick Hongen của Ngân hàng Bundesbank ở Đức, lãi suất cơ bản tăng 1 điểm phần trăm sẽ làm GDP giảm 0,6% và giảm lạm phát tối đa 1 điểm phần trăm trong vòng 2 đến 3 năm. Theo Wall Street Journal, điều này cho thấy các biện pháp nới lỏng chính sách tiền tệ từ khi COVID-19 thành đại dịch vẫn đang có tác động. Trong khi đó, động thái tăng lãi suất đến nay gần như không làm hạ nhiệt cả lạm phát lẫn tăng trưởng. Theo mô hình dự báo của Fed chi nhánh Atlanta, nền kinh tế Mỹ sau khi suy giảm nhẹ trong nửa đầu năm nay có khả năng đã tăng trưởng khoảng 3% trong quý 3 năm 2022. Còn theo JP Morgan Chase, nền kinh tế khu vực đồng tiền chung châu Âu Eurozone có thể vẫn tăng trưởng tốt bất chấp chi phí năng lượng tăng cao. Cũng theo ngân hàng đầu tư có trụ sở tại New York, tỷ lệ thất nghiệp ở cả hai bên bờ Đại Tây Dương vẫn đang ở mức thấp nhất trong nhiều thập kỷ. Lạm phát cơ bản tại Mỹ và trên toàn cầu vẫn đang ở quanh mức khoảng 6%. Biên bản cuộc họp chính sách tháng 9 của Fed cho thấy hầu hết những người tham gia đều nhận xét rằng một phần đáng kể hoạt động kinh tế vẫn chưa phản ứng đáng kể với việc lãi suất tăng. Kể từ tháng 3 đến nay, Fed đã tăng lãi suất 5 lần với tổng mức tăng 3 điểm phần trăm. Bài toán hóc búa của các ngân hàng trung ương. Theo các nhà phân tích, độ trễ chính sách gây ra rủi ro rằng các ngân hàng trung ương có thể giảm bớt việc thắt chặt chính sách tiền tệ quá sớm. Nguyên nhân là vài tháng hoặc vài năm trước, khi lạm phát được đưa về mức mục tiêu, nhiều người đã mất việc làm và các nhà hoạch định chính sách có xu hướng chịu áp lực phải hạ lãi suất sớm. Dù năm nay không có ngân hàng trung ương của nền kinh tế phát triển nào hạ lãi suất, một số ngân hàng đã điều chỉnh việc tăng lãi suất với bước nhảy nhỏ hơn. Australia dự kiến tăng lãi suất 0,25 điểm phần trăm trong tháng này, bước nhảy nhỏ hơn dự kiến, sau 4 lần tăng 0,5 điểm phần trăm liên tiếp. Kể cả cựu chủ tịch Fed Volcker sau khi ghìm được lạm phát, cũng đã phải giảm mạnh lãi suất trong giai đoạn suy thoái, bao gồm giảm hơn 10 điểm phần trăm vào năm 1980. Rủi ro lớn nhất hiện nay là các ngân hàng trung ương nhiều khả năng không thể giữ vững quyết tâm của mình khi nền kinh tế suy thoái. Ông Stephen Sacchetti, một cựu quan chức Fed và hiện là giáo sư tài chính tại trường kinh doanh quốc tế Brandeis cho biết,
IMF mới đây cảnh báo rằng nếu đảo chiều chính sách quá sớm, các ngân hàng trung ương sẽ chỉ gây ra nỗi đau với lãi suất cao mà không mang lại lợi ích nào từ việc giảm lạm phát. Tuy nhiên, độ trễ chính sách cũng gây ra một rủi ro ngược lại. Đó là các ngân hàng trung ương có thể duy trì lãi suất quá cao trong thời gian quá dài, vượt quá ngưỡng có thể hạ lạm phát và khiến cho sản lượng kinh tế suy giảm quá mức. Theo ông Oliver Blanchard, cựu chuyên gia kinh tế trưởng của IMF, độ trễ chính sách đặt ra là một bài toán hóc búa cho các ngân hàng trung ương. Các nhà hoạch định chính sách cần dừng tăng lãi suất dù lạm phát cơ bản vẫn đang tăng. Nhưng điều đó có thể đe dọa uy tín của họ nếu mọi người kết luận rằng họ không cam kết chống lạm phát, đặc biệt là khi họ đã chậm trễ trong việc quyết định tăng lãi suất ngay từ đầu. Ông Blanchard viết trên Twitter hôm ngày 21 tháng 10. Nhưng ngược lại, nếu các ngân hàng trung ương tiếp tục tăng lãi suất để đảm bảo uy tín của mình, điều này có nguy cơ gây ra suy thoái sâu hơn mức cần thiết. Đây là một bài toán hóc búa mà Fed đang phải đối mặt. Ngoài ra, vẫn còn một vấn đề khác. Độ trễ chính sách tiền tệ cũng có tính thay đổi, tức là có thể diễn ra ngắn hơn so với các giai đoạn trước đây. Ví dụ, các ngân hàng trung ương ngày nay thường thông báo hành động của họ khi chính thức thực hiện sớm hơn nhiều so với thời ông Volcker. Do đó, giá trị tài sản đã giảm và lãi suất thị trường đã tăng một thời gian dài trước khi lãi suất cơ bản chính thức được tăng lên. Việc này sẽ rút ngắn độ trễ chính sách. Theo nhận định mới đây của ông James Pollard, chủ tịch Fed chi nhánh San Luis, suy giảm tăng trưởng kinh tế của Mỹ trong nửa đầu năm 2022 có thể một phần phản ánh sự phản ứng nhanh hơn của các công ty và nhà đầu tư với chính sách của Fed so với những năm 1950, 1960 và năm 1970. Việc này cũng giống như chúng gần như không phải cử động nhiều ngón tay út của mình. Rất nhiều điều đã xảy ra trên thị trường tài chính, ông Pollard cho biết. Tôi cho rằng độ trễ chính sách đã ngắn hơn rất nhiều so với trước đây và chúng ta có thể sẽ chứng kiến nhiều tác động của chính sách trong năm nay. Độ trễ ngắn hơn đồng nghĩa với tăng trưởng có thể chậm lại và lạm phát sẽ bắt đầu giảm đáng kể vào năm sau. Và điều này cũng đồng nghĩa rằng việc tiếp tục tăng lãi suất trong năm 2023 có thể là quá tay. Với các ngân hàng trung ương, việc quyết định bắt đầu tăng lãi suất rất khó, nhưng việc biết khi nào ngừng tay thậm chí còn khó hơn. Điều gì khiến nhiều quốc gia vẫn phải trả phí cao kỷ lục dù giá dầu đã giảm mạnh 30%? Giá dầu thô Brent đã giảm hơn 30% từ mức cao nhất trong năm nay. Tuy nhiên, nếu sống ở Paris, Mumbai hay Accra, bạn sẽ không thể nhận ra sự khác biệt này. Giá dầu Brent toàn cầu giảm từ 128 đô la một thùng, diễn ra cùng lúc với việc đồng đô la tăng vọt khoảng 15%. Điều này cho thấy giá nhiên liệu vẫn là nguyên nhân lớn khiến chi phí sinh hoạt ở gần như cả thế giới vẫn tiếp tục tăng cao. Những quốc gia, khu vực lớn có nhu cầu nhập khẩu dầu cao như Trung Quốc, Ấn Độ, Liên minh châu Âu EU đều chứng kiến việc giá dầu thô sụt giảm trên thực tế lại không đáng kể so với giá tham chiếu thông thường. Bên cạnh, đối với một số thị trường mới nổi như Sri Lanka, tác động của việc giá dầu leo thang và đồng nội tệ sụt giá đã phần nào khiến nền kinh tế gần như sụp đổ hoàn toàn. Giovanni Stonovo, nhà phân tích hàng hóa tại UBS Group cho biết, đồng đô la mạnh hơn là cơn gió ngược với nhiều quốc gia tiêu thụ dầu mỏ khi đồng nội tệ của họ quá yếu so với đồng bạc xanh. Trong 12 tháng qua, giá dầu tính theo đồng nội tệ của các nước đã tăng cao hơn. Theo Bloomberg, tình trạng này khó có thể cải thiện. Việc các ngân hàng trung ương đồng loạt nâng lãi suất để hỗ trợ đồng tiền nội tệ có nguy cơ khiến nhiều nền kinh tế vốn đã yếu ớt sẽ càng giảm tốc, trong khi các nước đang phát triển phải chú ý nhiều hơn đến dự trữ đồng đô la. Các nước EU phụ thuộc nhiều vào việc nhập khẩu dầu. Do không có nguồn cung dầu thô trong nước, năm nền kinh tế lớn nhất của khối là Đức, Pháp, Ý, Tây Ban Nha và Hà Lan phụ thuộc ít nhất vào 90% hoạt động nhập khẩu để vận hành các nhà máy lọc dầu. Trong bối cảnh đó, giá dầu tính theo đồng đô la tăng cao đã trở thành một vấn đề gây đau đầu, đặc biệt là đối với các quan chức Ngân hàng Trung ương châu Âu ECB trong một năm qua. Nguồn cung năng lượng sụt giảm do Nga cắt dòng chảy khí đốt đã khiến tỷ lệ lạm phát của khối tăng mạnh, đạt mức kỷ lục là 9,9% trong tháng 9. Các quốc gia châu Á cũng đang chịu tác động tương tự. Trong suốt tháng 8, giá trị nhập khẩu dầu của Trung Quốc đã tăng 50% so với một năm trước đó, dù tổng khối lượng thấp hơn do quốc gia này áp dụng chính sách Zero Covid trong thời gian dài. Tháng trước, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc đã bình luận rằng việc đồng won sụt giá đang tạo ra rào cản trong khi giá dầu đang giảm.
cả Hàn Quốc và Nhật Bản đã nhiều lần tìm cách bảo vệ người tiêu dùng trước tác động của giá nhiên liệu tăng cao bằng cách đưa ra các khoản trợ cấp nhằm chuyển một phần gánh nặng chi phí cho chính phủ. Sự căng thẳng từ việc đồng đô la tăng giá trở thành yếu tố thúc đẩy Ấn Độ tiếp cận với các đối tác thương mại gồm Ả Rập Xê Út, Nga và các tiểu vương quốc Ả Rập để có thể giao dịch bằng đồng nội tệ. Trong năm nay, đồng rupee đã giảm khoảng 11% so với đồng đô la. Diza Deves, chiến lược gia tiền tệ tại Standard Chartered, bình luận về tình hình giá dầu ở quốc gia Nam Á. Nếu giá dầu thô vẫn duy trì ở mức hiện tại hoặc tăng cao hơn, thì tham hụt thương mại vẫn lớn, gây áp lực giảm giá đối với đồng rupee của Ấn Độ. Dù áp lực từ đồng đô la đang lan rộng, các nền kinh tế mới nổi lại là những nơi chịu tác động nặng nề nhất. Khi được định giá bằng đồng CD của Ghana, dầu thô Brent không chỉ cao hơn so với hồi tháng 3 mà là ở mức kỷ lục. Vòng xoáy giá nhiên liệu tăng và thiếu hụt dự trữ ngoại hối đang tạo ra hậu quả nặng nề với một số quốc gia. Gần đây, Sri Lanka đã đóng cửa nhà máy lọc dầu duy nhất vì không thể trả tiền mua dầu thô. Nước này đã vỡ nợ cách đây vài tháng và gặp rất nhiều khó khăn để chi trả cho nguồn cung nhập khẩu thức ăn và nhiên liệu. Trong khi các nước phát triển có nhiều thời gian hơn để quen với chênh lệch tỷ giá, thì chắc chắn có những thị trường mới nổi sẽ gặp vấn đề về cán cân thanh toán do giá dầu tăng cao. Theo Caroline Pan, nhà kinh tế trưởng lĩnh vực hàng hóa tại Capital Economics,